Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, dư luận đã xôn xao vì một video clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cố tình lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường ngăn cản không cho xe ô tô và các phương tiện khác đi qua. Vụ việc được cho là xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngày 18 tháng 3, Trung tá Nguyễn Duy Thanh, trưởng công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa lập biên bản thu giữ 3 xe máy của nhóm thanh niên vi phạm giao thông. Trước đó, ngày 16 tháng 3, đoạn video clip này được đưa lên mạng xã hội, quay lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi đám cưới trên quốc lộ 1A. Không những không đồ mũ bảo hiểm, một số thanh niên trong nhóm này còn dùng chân điều khiển xe máy, đánh vọng trước xe ô tô khiến nhiều người đi đường bức xúc. Thậm chí một số người điều khiển xe ô tô liên tục bấm còi xin đường nhưng vẫn không thể đi qua. Theo công an huyện Diễn Châu, sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn vị đã xác minh được nhóm thanh niên này chủ yếu là người dân địa phương. Dự kiến, công an sẽ mời người quay video clip này lên làm việc để cung cấp thêm dữ liệu. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhnien.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh niên để biết thêm thông tin chi tiết.